Huệ Vương chắc chắn sẽ ra đi, Tô Đại phải cẩn trọng điều gì từ Bắc Kinh. Trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực giữa các cá nhân và phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang diễn ra với cao trào. Giới phân tích cho rằng đây là đỉnh điểm cao nhất chưa từng thấy trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 tháng, không chỉ số ủy viên Bộ Chính trị bị rơi rụng gần 5 đồng chí. Trong tương lai không xa, con số 18 ủy viên sẽ còn lại có 13, một con số đầy rủi ro. Thậm chí 4 nhân vật tứ trụ, dù đã bổ sung thêm những ghế thay thế cho cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hay cũng chỉ còn có 2 ghế mà thôi. Trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Phạm Thái Hà. Giữa lúc nguồn thạo tin của Thời báo .d từ Hà Nội cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tuổi cao sức yếu nay đã bất lực bó tay đứng nhìn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trời lớn, hoành hành như trốn không người. Cụ thể, nguồn tin cho biết hết vụ Võ Văn Thưởng rồi đến vụ Vương Đình Huệ làm cho ông Trọng bị sốc và mệt nặng. Nguồn tin cũng cho hay việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây đã biến mất với lý do phải nằm viện, nhưng việc chăm sóc và điều trị lại do các bác sĩ và hộ lý người Trung Quốc do Bắc Kinh đưa sang Việt Nam để chịu trách nhiệm. Điều này cho thấy thế và lực của Tổng Bí thư đã giảm sút hết sức nghiêm trọng, và ông Trọng đã không còn tin vào các đồng chí của ông trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Theo giới phân tích, Bộ trưởng Tô Lâm đã đặt hết cửa trong các canh bạc lớn nhất của cuộc đời theo lối được ăn cả ngã về không. Tuy nhiên, ông Tô Lâm và Bộ Tham mưu đã tính toán rất kỹ tình thế cũng như công luận để mà ra đòn liên tiếp. Việc cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận tội và bị xử rất nhanh là một minh chứng cho thấy điều đó. Bộ Công an chỉ trong vòng vẻn vẹn có 17 ngày đã buộc ông Võ Văn Thưởng tâm phục khẩu phục, chủ động xin thôi chức với lý do nhận hối lộ khoảng hơn 3 triệu đô la từ tập đoàn Phúc Sơn mà cách đây hơn 10 năm. Cũng như đối với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một kế hoạch thứ hai của Tô Lâm, Bộ trưởng Tô Lâm biết chọn thời cơ để mà ra tay rất chính xác, nhanh gọn và hết sức bất ngờ. Ngay khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đi thăm Trung Quốc, máy bay của Chủ tịch Quốc hội chuẩn bị cất cánh vào ngày 7 tháng 4 năm 2024. Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Thuận An, một sân sau của phe Nghệ An, bị bắt giam, để đến ngày 15 tháng 4 mới bị khởi tố với tội danh vi phạm quy định đấu thầu và nhận hối lộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ. Chưa hết, vào ngày 12 tháng 4, khi chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ hạ cánh tại sân bay Nội Bài, thì Bộ Công an đã chờ sẵn và mời ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đi làm việc. Tuy nhiên, vào thời điểm truyền thông nhà nước đưa tin, Bộ Công an công bố bắt Phạm Thái Hà, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thì tại thời điểm đó ông Huệ vẫn chủ trì điều hành cuộc họp thường vụ Quốc hội, bất kể việc trợ lý của mình bị khởi tố, bắt tạm giam. Điều vừa kể trên cho thấy Huệ Vương vẫn còn một niềm tin vững chắc từ bên kia biên giới Việt Trung, nhất là sau chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc bà Hạ Vinh sang thăm Việt Nam với mục đích dàn xếp nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do buộc Bộ Công an lập tức chính thức công bố thông tin bắt trợ lý Phạm Thái Hà, dù rằng ai cũng biết ông Hà bị bắt ngay tại sân bay Nội Bài sau khi chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội hạ cánh vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 sau chuyến thăm chính thức Bắc Kinh. Đây là chiêu cao mưu của Bộ trưởng Tô Lâm, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước để đẩy tình thế lên thành công. Chuyện gạo đã nấu thành cơm, nghĩa là sau khi việc đã rồi thì ban lãnh đạo Bắc Kinh có muốn cũng khó có thể xoay chuyển tình thế để mà cứu được Huệ Vương. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Việc trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Phạm Thái Hà bị bắt giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để mà trục lợi là một chuyện không hề mới. Trước đây ít lâu, các trợ lý của hai cựu Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhận hối lộ. Căn cứ theo quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tất cả đều chủ động từ chức về trách nhiệm chính trị, kể cả cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng như vậy. Công luận đánh giá, với việc ông bắt ông Nguyễn Duy Hưng được coi là doanh nghiệp sân sau của ông Vương Đình Huệ, cho thấy vị trí của ông Huệ
đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu ông Phạm Thái Hà, trợ lý của ông Huệ chính thức bị bắt, thì khả năng ông Huệ phải ra đi là rất lớn, nếu không muốn nói là 99,9%. Nhưng phe nào thắng cũng do người cầm cân nảy mực đang ngồi ở Trung Nam Hải quyết định. Bộ trưởng Tô Lâm phải hết sức cẩn thận với chiêu đánh dưới thắt lưng từ Bắc Kinh, mà ông Trần Đại Quang và Nguyễn Bá Thanh từng là nạn nhân của bệnh lạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Huệ Vương chắc chắn sẽ ra đi, Tô Đại phải cẩn trọng điều gì từ Bắc Kinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Cho câu lưu Lê Thanh Hải, Tô Đại đang tính toán gì với Tổng Trọng? Chưa biết phiên phúc thẩm tới đây của bà Trương Mỹ Lan sẽ ra sao, nhưng chắc chắn nếu bà Lan bị tử hình, bà sẽ không chọn chết một mình. Theo giới quan sát, cho lúc này chắc chắn ông Lê Thanh Hải ăn không ngon, ngủ không yên. Vào ngày 20 tháng 4, trên kênh truyền hình Nhân dân, kênh tin của Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có một video clip trên YouTube với tựa đề Kiểm soát quyền lực ngăn chặn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên báo Đảng nhắc tới các sai phạm nghiêm trọng của một nhân vật đầy tai tiếng là ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải và bà trùm Trương Mỹ Lan thời còn hào quang. Ngay lập tức, mạng xã hội đã có các thông tin dẫn nguồn tin nội bộ cho biết Lê Thanh Hải đã bị câu lưu ở Hà Nội từ vài ngày nay. Tin này liên quan gì đến các bình luận cho rằng đây là một trong các biện pháp phòng ngừa, là một sự đảm bảo tính mạng của bà Trương Mỹ Lan trước những lo ngại về một kế hoạch nhằm bịt miệng bà Lan. Bà Trương Mỹ Lan, tên thật là Trương Muội, xuất thân là người bán vải ở chợ An Đông, Sài Gòn. Qua các mối quan hệ, bà Lan đã kết nghĩa chị em với Trương Thị Hiền là phu nhân của ông Lê Thanh Hải, tức Hai Nhật, lúc đó đang là bí thư quận ủy quận 5, đồng thời bà Hiền là em gái bà Trương Mỹ Hoa, cựu phó chủ tịch nước. Sau khi tạo dựng được mối quan hệ này, bà Trương Muội đã đổi tên thành Trương Mỹ Lan, tương tự tên bà Trương Mỹ Hoa, khiến nhiều người nhầm tưởng bà Lan có mối quan hệ huyết thống với cựu phó chủ tịch nước. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Hai Nhật và Trương Muội cũng tương tác hỗ trợ cho cả đôi bên. Theo đó, quá trình lớn mạnh của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã gắn chặt với quá trình thăng tiến trong hoàn lộ của ông Lê Thanh Hải. Nhờ mối quan hệ này, từ bí thư quận ủy quận 5, trong thời gian rất ngắn, ông Hai Nhật đã mau chóng trở thành ủy viên trung ương 3 khóa liên tiếp, trong đó có 2 khóa là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá về mối quan hệ này, giới quan sát cho là đến mức khó tách bạch bởi ông Hải đỡ đầu cho bà Lan của Vạn Thịnh Phát hay ngược lại. Trong khi đó, từ trước đến nay, công luận khẳng định ông Lê Thanh Hải đã sử dụng quyền lực tạo điều kiện cho bà Lan và Vạn Thịnh Phát dễ dàng chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ đồng, tương đương 12,5 tỷ đô la tại ngân hàng SCB. Bộ ba Trọng, Hải, Thưởng đang là mục tiêu của Tô Lâm. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận như sau. Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự Đảng ủy Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Thanh Hải phải chịu trách nhiệm chính về việc để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Điều này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền và tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Dư luận xã hội đặt câu hỏi, kết luận trên tại sao không có dòng nào nói cho chuyện Lê Thanh Hải tham ô, làm thất thoát con số bao nhiêu tiền, hay gây thiệt hại định lượng cụ thể là bao nhiêu cho ngân sách của nhà nước. Tại sao và do đâu Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dám lột trần cái áo choàng ma quỷ của cựu Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải ra? Vậy mà sau đó hơn 2 tháng, vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị và Tổng Trọng đã chỉ thị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải bằng cách cách chức vụ cựu bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh một nhiệm kỳ
trong giai đoạn 2010-2015. Đó là chưa kể đến trách nhiệm của ông Hai Nhật là người trực tiếp tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong rất nhiều hoạt động phạm pháp. Truyền thông quốc tế đặt câu hỏi, vì sao nhà nước Việt Nam đã khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm từ tháng 10 năm 2022 cho đến nay mà vẫn chưa có quan chức nhà nước nào bị xử lý kỷ luật và trách nhiệm liên quan cả. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm hiện nay đang là một nhân vật rất quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới quan sát, những sai phạm nghiêm trọng của Lê Thanh Hải chắc chắn đã được bao che. Trong đó, vai trò của Tổng Trọng và Võ Văn Thưởng là những người có mối quan hệ mật thiết với ông Lê Thanh Hải là không thể bỏ qua. Phải chăng trong cao trào của cuộc chiến đấu giữa Tô Lâm và Tổng Trọng thì Tô Đại Tướng tiện tay dắt dề cho lật lại hồ sơ của Hai Nhật để làm rõ trách nhiệm của hai nhân vật kể trên. Theo giới quan sát, Tô Lâm đã sử dụng chiêu nhất tiễn hạ song điều, thỏa mãn được mối quan tâm của dư luận xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một ổ mafia mà đứng sau chắc chắn có bàn tay của Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin cho câu lưu Lê Thanh Hải. Tô Đại Tướng đang tính toán gì với Tổng Trọng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.